Mà cái mít này không biết là nó có nhỏ không em, nó alo rồi. Bớt là lấy xin. Mệt quá, mệt quá. Alo alo alo, nghe chưa mọi người, nghe chưa mọi người, nghe chưa? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, thử máy, 1 2 3 4. Alo alo alo, nghe chưa mọi người, nghe chưa mọi người, nghe chưa? 1 2 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Chứ giờ không biết sửa lại cái mic nó default ở đâu. Alo alo. Alo alo alo. Em bớt công gì? Nothing can help me but alo alo 1 2 3 4. Alo alo. Alo alo alo. Cái âm thanh nó khác cái âm thanh bình thường người mà mọi người hãy nghe rồi. Ôi dù bắt cute vãi. Rồi giả lao xe hơi đi em. Yeah. Nhớ lao chút đi, đừng nhìn nữa, đừng coi đó nữa. Cái tiền này em mua là thẻ tặng bạn xe rồi á. Samurai với lại gói dép. Rồi kiếm cái gạt tàn luôn. Gạt tàn đâu rồi? Mình tha hồ che cho. Kiếm gạt tàn luôn nha. Tại sao nó không siêu bom được hay vậy? Mệt người quá. Anh đã dơ quá, 2 ngày có 1 cái áo thôi. Ôi nhìn là thiệt, tôi cạo râu hớt tóc nhìn tôi như học sinh cấp 2 à. Nhìn không có chút nào men men ấy. Mình không ra được cái bánh bao ta. Má mình kéo không ra được cái bánh bao gì hết à.
Lấy chưa? Lầu lấy á. Kiếm được cái nữa không? Lầu lấy một cái đi, lầu lấy một cái đi. Lại đi, người ta đi chót đi. Team anh đánh luôn VCS A hay phải đánh VCS B để tranh suất? Tụi tôi đánh mùa này tụi tôi đâu có tham gia đâu, phải đánh team Monet. Phải đánh Timo. Ừ, tại cái mic chỉnh cái mic khác á, nên nó không có nghe được cái tiếng tiếng carry hay tiếng ồ. Nay tôi lên muộn quá, tôi về muộn quá, tôi lên trễ quá. Đáng lẽ là on sớm rồi chứ, đáng lẽ hôm nay là tầm 10 rưỡi là on rồi mà có việc đột xuất cái chạy về chạy quắn quắn giò lên luôn. Chạy mời mọi người coi như cái điều chạy của tôi y chang như trong chuyện Doraemon, như cái chân mà nó quắn thành cái hình tròn mà lốc xoáy chạy á, không khác gì đó, làm lên trễ luôn. Nay máy móc có vẻ tươi hơn hôm qua. Hôm qua máy nó chậm chậm, nay máy thấy nó vẽ nhanh nhanh hơn. Nột. Ôi chuột nhanh quá. Từ 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 tôi chỉnh lại. Nhìn phải từ từ. Đấy đi em. Hết à? Ok, vô. Đó, không có tập trung chơi cho máy nó phết lụt nữa chưa? Yasuo cũng tham gia cái cuộc chơi đó. Thấy là xu đi bộ đây không đá rồi. Đá rồi bạn gãy cổ rồi à bạn tôi à thằng em tôi. Rồi tôi phải chỉnh chuột để tôi củ hành em tôi mới đã, nghe đồ Best Yasuo Việt Nam không, cái đồ solo giải Best Yasuo Việt Nam thắng được mấy mấy triệu quên rồi. Nghe đồn Best Yasuo Việt Nam. Chết cha, anh chuột tôi nó bị gì rồi. Ôi, để trái dừa đi đâu vậy? Em nó cứng quá. Trời con méo giò luôn. Ôi. Ủa đó mình đá trúng mình cho em nó quạng rồi. Té. Chơi. Đang có đi bộ đây là nó cũng lóc lóc vô nó lướt lướt anh này. Chưa cắm mắt rồi. Đó, vô đẩy nó vô. Đó, làm một cái xe lơ rồi. Đó.
Táp liền, táp liền. Là phải sửa dây chuột rồi, nó ra giết em đó. Em tôi đâu rồi? Em tôi đâu rồi? Em tôi AFK luôn hả? Nhân sâm liền. Chết nè em rồi, chết nè em rồi, em nó quạng rồi. Buka, buka, buka. Hình xa lắm. Nấu tay chưa, nấu tay chưa? Tao thấy anh mà nó né xuống âm vậy thôi là quản hai. À, tường gió. Trời ơi. CC mà không nhúc nhích nổi luôn á. Mà sao thằng mập nó đi ngang qua mình không để ý trời. Bó cái giờ à, mình đang nhìn ông khách. Vừa qua nhìn ông khách thì ông mập đi ngang qua, trời ơi. Ông khách ơi, ông hại tôi rồi.
rồi để chỗ bắn ra một 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 hit nữa. Thấy thấy anh thấy. Đi ra tới em. Đợi nhà, đợi nhà, đợi nhà combo. Đi ra nè, trời anh ta kêu đi ra để nhận combo nè. Thêm bom, thêm sida không? Giờ sao? Em liên quan gì anh nó kêu IRE rồi đợi nhận combo rồi hốt IRE một nốt rồi để bạn bay qua bay lại. Ra khỏe quá. Ông ra mất ông thích quá. Khó chịu chạy. Chạy 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 chạy. Ôi tên lửa đâu vậy? Không thấy cái tên lửa luôn. Chơi hết chơi thôi, pha tôi đá R là được rồi. Trời ơi, mù mắt rồi, mù mắt rồi. Mù mắt rồi. Thế đó anh cũng hết chạy, ráng tóc biến rướng rồi. Hết chạy rồi. Đi cắm mắt đi cái con súp này. Xanh rồi không có cắm mắt rồi, để mấy bạn chạy lên chạy xuống của hành anh rồi. Ừ cơ hội sắp đau. Ừ bạn hết, bạn hết quy rồi, đáng lên. Đi ra hết 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 mà nè. Trời trời sao đâu đâu cũng thấy vậy. Ừ.
Thôi rồi. Sao đâu đâu có mấy bạn vậy? Tiêu tôi rồi. Ôi rừng với top rồi, cũng hay quá. Em cái mắt á, cắm mắt có ba mắt rải xong ba cái xong á. Các bạn chạy qua chạy lại như cái máy điện. Mất chừng nào mới lớn mày trời. Mới lớn. Đi đâu cũng thấy bạn vậy. Ông rơi ông mạnh. Trời ơi, giờ thấy ông mập trong đây đó. Bởi nó sấp này nó không có kiểm soát tầm nhìn vậy à. Quấn cái gì vậy? Ôi xong rồi. Đợt tim giống như là chết tôi rồi. Đó, cũng kéo nguyên cái tim rồi. Bạn khỏe quá. Khó đánh quá. Trời anh ta le rồi, what the fuck.
Đợt AD giờ bắn mình muốn xỉu luôn. Trời 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 trời. Mạnh quá. Tay em vỡ chiều mưa. Mình mất không nghe ai ta. Chơi. Có đê mình xanh là đê mình gánh lại. Mới không chạy trời ơi. Tên bạn nhiều khỏe đều quá. Ừ, vô đi, vô đi.
Rồi nó có góc anh đá luôn. Lũ đàn. Đá đá quỳ á, cắm mắt đi. Gặp thơ cũng súp chơi hay nữa chứ. Súp ra đê biết chơi mà. Mà ông Ramos ông làm đầu game làm thọt quá, ông làm nặng quá. Ôi rê cứ xỉa vô xỉu rồi chịu không nổi. Giờ sao? Làm phao đó biết Ire đang nặng không? Em làm từ đầu là bạn chết rồi, cưng lại được. Bạn nó cũ hành top rồi. Top tới Sida rồi. Là bạn ba sát đó xong bạn gượng luôn. Bạn như vô đối thiên hà luôn. Rồi bạn boy 100 ram mà kỳ cục vậy. Xì. Cái bích tôi không biết set lại như cũ sao đó. Vừa lên cái này nó dậy luôn, đây tôi set thử như cũ rồi mà nó không được. Không, nãy giờ mưa xíu mà. Ừ, ổng xanh quá, ổng nặng, ổng mạnh quá. Chưa gì mà mình chưa có được món ông ba món rồi, hai món rồi. Xỉn cái đi nửa cây luôn. Xanh nó đồ hình toàn Âu Mỹ Bắc Mỹ mà sao giờ toàn Việt Nam vậy? Mấy người đó người ta chưa 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 làm visa Việt Nam kịp. Đang để họ đánh chung kết thế giới xong rồi sau đó tôi chốt rồi họ mới bắt đầu chuyển qua luôn. Giải mùa mới hay gì mới đầu tháng 1 bắt đầu. Không ngờ ngồi nhanh như cái đũa vậy, ngồi tôi ốm mà, tôi nói ngồi tôi ốm nhách mà. Tôi chưa tại trên đây nhìn thấy cái mặt không ạ. Lại dạo này ông ăn uống đầy đủ cái. Chiều em với bạn em chơi lầy đứng trên bên đường xin chụp hình chung không có vé phải đi về luôn. Có lúc suốt 1 giờ tôi có dư 3 vé, tôi gửi tặng được cho 3 bạn nào đó. Còn lúc suốt 5 giờ hình như dư 1 vé.
biểu tượng à, biểu tượng nó để từ đầu đến giờ để rất là quen rồi, cặp tôi lười nữa. Rồi bây giờ hết lông bạch cua là có chung mình xét đó, suốt ngày coi mấy cái này là hỏi sao không có tập trung vô quýnh súp bọt được, vô ăn 5-1 cái xong đi vòng vòng không có gánh được. 16. Ê, cái pha giữa là một cái một là thấy loạn rồi nha, muốn phải đi đều cân lại. Coi tiếp đi, đang coi mà sao có nét Việt Nam vậy. Chú Quốc ơi à? Nữ thần bốc hay. Sao sao thế được, mặt như thiên thần à. Giận 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 rồi giận. Tin thật. Ghê không, ghê không, ghê. Xong rồi đứng là dán. Biết nhà này đang nghĩ không, nó đang làm cái lời gì thế, nó đang làm cái lời gì thế chắc luôn. Chiều cũng lên hả, đến sinh đến sinh sinh slot 2 phải không, S2 ơi quá. Anh chuột anh nó sao nó nhanh như cái máy điện vậy? Đâu có chỉnh chuyển gì đâu ta. Sự phát kinh nhanh luôn. Bị hay là nó bị thấm nước ta? Em xe chim của anh cho bạn coi được không? Hơi chim ai người đó coi thôi, xe lung tung. Đó thua rồi, anh em đi chung mà sao bỏ anh? Em sợ bị bà lem gì? Em sợ em mắc lỗi, em bị bà lem gì? Tự nhiên bạn nhường cho mà. Rồi tí nó thành cái cây rồi. Không có đâu, bữa anh nhớ anh chỉnh sao mới được. Em bị như này mấy lần. Như anh để vào cái gì nó sẽ được. Nhưng mình sẽ để vào cái gì là sẽ được. Rồi sao nó thành cái cây rồi. Anh cây này sao chút 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 xuống. Anh nhớ để vô cái nào nó thành chuột lại á.
muốn bỏ phải bỏ vô cái nào ta? Để vô. Đây là lắc cho phúc cho xỉu luôn. Đây sinh ra đồ ai anh chùm sinh ra. Sinh ra đúng không? Ờ fuck. Anh làm lại. Nhớ đây luôn. Ủa giờ chỉnh sao cho bữa anh nhớ anh bỏ đâu quên rồi nè. Giờ thành cái cây này sao nắp chuột phải. Ủa nhớ chỉnh đâu ta? Trời con chuột nó tăng lên tới đây luôn hàng gì. Hàng nó nhanh như cái máy điện nhé. Có ông nào rành không, con chuột biến về để đâu? Chuột banner xong chuột màu không vô còn chuột banner đâu. Anh ly chuột ra khỏi màn hình là được. Ồ chứ gì nữa. Trời ơi. Thấy chưa? Không có biết. Bảo sao? Bảo sao lại không lên? Hay quá. Đi chuột khỏi màn hình được à? Ừ. Hay quá, cảm ơn bạn nào vừa chỉ nha. Em danh đồng quá. Em ông này mà kêu cần cho panel là ông này, ông là mấy cái ông mà cần cho panel là chưa bao giờ vào ra tiệm net chơi nè. Control panel, control panel. Tìm net làm gì có mở control panel lên được. Anh say, anh đừng chết lại á. Anh không cần găng. Anh chỉ cần là vai trò đi rừng là gì? Kiểm soát bản đồ. Ờ. Không găng nhưng găng. Kiểm soát bản đồ anh vẫn chết là nào? Anh chết đâu? Ê rồi anh kiểm soát anh thấy là anh chết thì sao? Anh sai phải không? Anh bị quạng quăng ulti nè. Rõ là anh thấy á, anh cầm mắt rồi á. Mà quăng ulti xa là cái đùng văng vô. Tay mày cầm mắt này ulti kiểu hứ. Văng vô xong cái văng vô cái bạn e bạn bồi thêm cái Yasuo ulti cái CC chích queo luôn. Phải né hết. Mà bà la thì sống không thắng được. Ăn bánh mì không? Bánh mì à? Ờ. Ăn gì được chung kết thế giới này mấy giờ hả? Tôi không biết tầm 3 giờ phải. Lần này trả tôi một trận nhé. Trận đấy trận tôi chuột chuột tôi tuyển ai chỉnh lên tốc độ 6 nhanh kính gì. Không có lái được.
Hỏi anh đi mà nó không ra cái dấu chấm luôn à. Chịu người anh như thế. Em đi được à? Em bắt Đi chước anh. được. Anh nghĩ em hạng cùi à? Hôm nay có tâm không? Không có. Mất cho bà la. Tại vì mấy ông này mát khó chịu luôn, đứng hút sáng luôn. Chạy 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 chạy, anh bể đầu rồi em ơi. Ồ, hút đầu quá. Thôi hên mà mình farm full ra, bạn farm mid nhiều ta. Ồ, cái đống này tiền không. Giờ mua nguyên cục ngọc luôn. Nhanh lắm, tôi nhanh lắm. Ấy sao chủ bắn tôi nữa vậy? Hết hồ tưởng chết chứ. Mid không tốc biến, ê mid không chạy nhanh. Té thôi. Ấy đừng 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 tha đi. Xấu nữa chứ. Nào ông thò đại vào ông gà.
Thề đi kiếm gà phải không? Chuối quá thì chuối luôn, đảo quá ba trái. Anh đang tới đây, ráng lên. Ba trái giết được có một trái à, giết này cái trái chua nhất nữa chứ. À, đó mà tôi có mắt thì tôi giết hết rồi. Con mắt không có góc rồi lướt mắt qua đá. Ở đâu ơi, chẳng bạn á, bằng thùng của tay chết á, và còn combo á đó. Là 8 luôn hả? Trời phát. Bạn giết 3 hỗ trợ 2 kìa. Lướt cho bãi gà. Boss đang quýnh nhau rồi. Boss thua nữa. Tao trời, bằng bắn anh một cái muốn quạng luôn á, khó đỡ quá. Chính rồi. Sạc 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 nguyên cái móc ở đâu ra vô mặt vậy?
Rồi. Mạnh quá hả? Cảm giác tuyệt vọng bất lực hả? Anh với top gánh chưa? Trời ơi, bắn anh kìa, muốn lủng luôn. Chạy. Kêu. Ôi. Sao mình có tốc biến, mình tốc biến ta? Trời pha xong tốc biến chạy ta để ống xích đao chứ uổng vậy. Ông chạy nhanh quá. Cái what the fuck gì vậy? Sắp cho quạng luôn rồi. À, tôi lên cây này xong tôi lên mát giáp luôn. Mạnh quá. Đồ không thể lát. What the fuck? Không ổn rồi. Ông kéo mic vô tình ông hắt 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 vô cái não tôi luôn.
sắp qua đi ông ơi. Lên củ hành lại nè. Đầu ra ông kia ông móc móc cái là mà nó quay vô em cũng đâu giấy được phải không? Mà định quay vô cái anh lướt lên mà quay tiện dính cái phi tiêu lướt anh hốt bạn rồi. Chú quá đến lại phải không? Mang phi tiêu. Bắt không được chơi phi luôn, không tin. Giờ mà lên giáp là hai hai ông qua bê AB. Thôi đồ rồi nha. Em đâu rồi, anh bị mù rồi. Bị khói mù à. Mù cũng đu vô được, đu cứu em được kịp rồi. Anh giết cho em giết đâu. Anh đạp em giờ. Anh cầu ulti nè, anh mà đúp cho em được là anh ulti 2 cho anh cứu được em rồi. Nhê. Chứ sao em giết nổi bạn. Trời ơi, boss không chưa được món nữa, ráng lên ông ơi, ráng lên. Đi bụi luôn. Khổ quá. Gì vậy trời? Quấn gì mà tàn tim bạn không?
Hay quá, tóc cũng hay quá. Không sao tóc cưng lại được. Rừng sao anh? Rừng Sida để bằng ao 4. 4 cái level là bực mình rồi. Tin được. Đó, nó bây giờ bằng level này, bằng level what the fuck 4 level. Biết gì ra 12 chấm được 2 level. Không tin được. Để cho bạn đi vòng vòng bằng ao lay, mày đi vòng vòng bằng gánh cái tim. Hóp của ta lè rồi. Rồi cho anh đi. Em không có đá. Trời ơi, tóc biến hốt với anh luôn. Tóc biến qua E anh tưởng. Thì em tưởng anh có đá. Anh đâu có đá đâu. Biến qua E lụm tiền bằng đẹp rồi. Để đâu bay vô quýnh phụ rồi. Ừ giờ biết lên bao nhiêu giáp là đủ luôn á nha. Ông rừng này ông đi ăn, ông đi ăn rét ăn cua vậy đó. Được, cướp hết luôn. Nữa gặp bạn nữa. Rồi ăn được cái rét không chết luôn. Là thằng từ xấu không anh thành cái gì vậy? Ừ ở đây mình xanh lên lại rồi. Bắt tiếng không? Ăn quét chưa? Thì là muộn rồi. Ăn quét chứ các bạn ăn rồi mình. Trời 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 trời.
hiểm họa luôn ở xung quanh ta. Lôi lôi quen là gì? Và đi mình khỏe rồi chứ, solo với bạn Ray ngon. Các bạn làm gì cơ? Hỏi bạn nhanh với tốc độ thần thánh kìa. Trời ơi, cái tốc độ gì đây? Ủa không tóm không sao không ta lè bắt đập phát. Sao tóp không ta lè? Mạnh cái mấy điện có giáp rồi đó. Cái gì vậy trời? Sao chứ? Top là để ông táp rồi ông đọc Facebook đó trời, ông chơi Facebook à. Quấn cái trận hay một pha một. Mà nó có cái giáp bằng bắn cái nửa cây đi luôn. Tin được. Con giáp rồi nha. Như bạn cũng xanh rồi.
quá. Tại top á, top tát, top coi gì. Đứng cái thay Sao là sao thay em biết lâu thế? 10 giây. Em tưởng mỗi mình em vào cướp Baron mà. Ai biết. Đây bị kênh đen đầu tiên. Nữa phải hơn 1.000 máu em vừa quy vừa smile là không em cướp được. Đó coi hồi hỏi sao bị rừng Outlay cũng tin. Coi hoài. Em xả stress ta chết thua sàm á. Tại anh ấy. À, làm gì giờ? Anh đưa Lần cho sau đứng. không được cháu chết. Bạn Nghe cái lúc chí bạn đi tiếp. lúc nào cũng bị bạn thục cho hai cái mất tiêu. Mỗi quả đầu ơi, bạn xanh quá bạn đổi rừng, em chưa đổi rừng thủ phát chết luôn. Hướng dẫn đây ạ, phải có màn dạo đầu á. Đang làm cái gì vậy? Sao sao anh hướng dẫn rồi cách phải có màn dạo đầu trước đã. Say goodbye. Baby don't know. Người yêu của anh là chiếc smartphone. Ủa hai mà hai mà xuống là đền cánh em cho. Gì vậy? Let us hunt those who have fallen to darkness. Em Sida phải trở về đúng cái răng của em. Tích được.
không thấy có khả năng gánh team. Trận nào anh không gánh là anh thấy thua. Lấy ý chị nha. Qua xung kích thắng mà. Bắn được bắn hoài. Lấy hút máu rồi. Đó, lấy hút máu gì em nói rồi nè. Thôi mà lấy hút máu rồi lên cái đồ khi không quen. Mười đam cũng nhiều đó, lấy hút máu rồi. Đây, alo tôi đây, alo tôi đây. Đó, anh cầm những cái điểm em nói rồi nha, thua đi nha. Tại anh đó hả? Chừng nào tại em được không? Cho bạn kéo cũng win đó nha. Ôi, mun đồ chọi ghê. Ủa em bị cái gì bị tuôn vậy? Này em ơi em đẹp quá, đi thôi áo học trò ướt át trong làn mưa. Tình là tình nhiều khi không mà có.
Tình là tình nhiều lúc có như không. Áo học trò thật trắng quá, đi thôi. Muốn thắng thì phải từ từ mới chơi hết chứ đó. Ok. Ok. Lát bắn. Thôi không đụng đâu. Thôi không có lát rồi quên. Lát bắn không chết. Ủa? Anh có heal. Anh có heal, từ từ. Lại không heal rồi. Em win đó. Trời ơi, né kéo là win rồi. Em đi bên sườn mặt của em cái gì? Rồi sao? Mà cái fan chết ảo. Em thấy bạn làm gì lúc anh chết không? Lát e, vụt rồi. Không phải là lát e. Bạn vụt. Bạn vụt xong bạn vụt. Nè. À. Cái liên quan gì em không hiểu. Là hai chiêu lận. Chứ một chiêu anh đâu chết. Hiểu luôn kiểu gì thế. Như cái thế phải biết chứ. Thì bạn lát lên là bạn bạn phải chọn một trong hai đúng không? Bạn vừa đục vừa e luôn. Có heal là win ngược double chiêu. Sao sao luôn. Double chiêu là nuột luôn rồi đó. Anh còn heal cứ đánh đi. Ok, anh không heal nữa. Anh chỉ tưởng bạn lát lên bạn mạnh lát hết thôi, cái xong cái bạn trong hịch e, trong cái hít e bạn có hít đánh luôn. Xạo thiệt chứ. Xạo thiệt chứ. Không tin là bạn làm gì được. Cái gì em đấy à? Mà con đó bỏ qua animation được à? E quấn rồi e được à? Vâng. Nói với anh. Mình có hỏi không? Nói anh là làm sao bạn làm được cái pha đó? Rồi sao bạn lên top luôn? Rồi em lên em đứng em chặn bạn đi. Rồi ra sao chặn bạn đi, đừng cho bạn hết level, cho bạn lên 2 suốt đời đi. Rồi lên. Quốc luôn nha. Chạy được không? Rồi chạy. Cho bạn double chiêu lại lần liền. Anh định cứu em mà có luồng ánh sáng màu đỏ đó nó hiện hiện ra thôi anh bỏ luôn. Em là người được chọn rồi. Bạn thiếu đốt em luôn rồi phải không? Rip đẩy về mình á, đừng đừng ăn nào nha, anh về anh mua đồ ra chơi. Bạn cho Vinh đúng nát luôn.
Đi vòng, đi vòng, đi vòng. Ăn hết bèo anh còn hiêu đồ quá trời. Thôi lên. Tày tới chết luôn. Đi đây anh đẩy, anh đẩy mình đồ cho. Anh còn hiêu. Thôi anh bị gì chết à? Cái gì vậy trời? Anh về. Để lấy đồ anh chơi. Đó, anh lên cái ma vũ với em nó muốn rồi đó. Em để cho bị móc luôn nha. Anh lên anh bật co đê luôn á, em bị móc anh bay anh quýnh ra đê luôn á. Ba hịch liền. Anh khác xưa rồi. Anh khác xưa rồi. Sao có từ từ bình tĩnh. Bình tĩnh không có gì đó. Anh khác xưa, anh khác xưa rồi. Ăn cái biển gì trên rớt xuống vậy. Hồi nãy anh bắn chết được thế không? Như anh bắn chết hết rồi. Cái bản năng sinh tồn anh chưa? Chơi là phải BK vậy, chơi là phải bình tĩnh trong mọi tình huống. Một giọt cũng phải vùng vẫy. Tập đi. Tập cho quen đi. Không có đùa đâu, những cái tinh thần thép đó là luyện rất là lâu. Không có đùa được đâu. Good job.
có sóng thần cho từ 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 lâu 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 đó nè, đó là mình đứng đây mình chơi hoài luôn. Hồi nãy anh cho mắt tím rồi nè. Anh đi chơi được rồi. Giờ anh cân hai được rồi. Cân luôn thép với lại zin luôn. Lên 32 rồi. Anh ít khi làm vậy lắm em đừng có surprise. Ôi trời ơi. Là chuẩn bị câu hỏi anh hỏi thật. Mày rất thân anh không? Nói rồi nít khi làm vậy lắm. Thì anh cũng nặng. Trời ơi thiếu một hết. Em đừng có làm anh phân tâm đúng không anh Lê? Anh biết thế nào bạn không vậy đó, cái từ từ thôi em là vẫn dâm không à. Thiệt tình chứ. À, nãy giờ chưa có giày, có giày vô nuột nữa. Hên à? Hên thì nó không có hên mà cái series hên được em. May mắn là luôn luôn song hành cùng đẳng cấp thôi. Gì vậy? Ông sắp không chơi ông bao củi chạy lấy người là thế nào?
mình chạy ra mất rồi. Tiên phải chịu, muốn chịu hồn quái vật với boss này ra quýnh đúng không? Anh Tiên đi đâu ấy? Anh đi farm, anh phải gia tăng chỉ số lính chứ. Ủa mà sao mana nó cứ tăng bù bù vậy? Nãy giờ anh thấy anh xài mana không hết luôn. Anh biết là sao? Sao? Hả à, sao? Có cái gì? Đồng nước. Đồng nước có hồ mana hả? Đập mày ra nha. Đâu ra cái nguyên tắc đó, đâu ra cái lý thuyết đó. Nó bật bắn anh cái muốn quạng luôn rồi. Anh quạng rồi anh không có chiêu gì, nó bay nhảy qua bằng bích là anh quạng rồi. Ok. Anh trai. Ok. Ok anh trai. Sai à, sai à. Anh trai, anh trai. Bảo sao? Có dòng nước có hồ mana gì thấy mana mình nó cứ lên 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 không hiểu tại sao. Sai sai. Thua mới cưng. Thua vậy em cứ nghĩ là đơn giản rồi, xe rắc bên kia là coi như không bao giờ chuyển chúng anh. Là anh đang cảm tưởng là đang là 4v5 thôi. Okay. Thua được. À bạn mất cái con rồi bạn chuyển thẳng mồm á. Thì may ra ôi mình phải quýnh cẩn thận thôi chết. Ba cái chiêu trưởng. Bên kia có super thép nữa thì móc làm sao chúng anh ơi, thành 3v5. Em cứ xác định là đang là bờ team bạn là 3 4 5 đi, mấy chiêu đó làm sao mà trúng được anh. Đấy. Ui trời ơi, ui trời ơi, ui trời ơi. Ra tới rìa quay là bắn cái thì phải ra tới đây nè, quay lại với em thấy cái nhịp anh vừa nhấp A là nhịp đến hồi không có nhịp hết lên gì đó em đập cho giờ lên hai cái này rồi lên gì nữa, đang lên theo bài đó, hút cái quách đột phát vô mu à. Nên gì súng hả? Súng hả? Anh mạnh quá trời, đó thiên ngân gì nữa? Ok.
khác nào em đang phủ nhận cái tài né chiêu của anh. Đang ra tốc độ ánh sáng. Ví dụ giờ thép móc vô anh đúng không, anh xài khăn giải thuật rồi anh có quy được không, là anh giải hiệu ứng rồi đúng không, thép nó chỉ nó bay vô người nhưng mà anh không bị CC đúng không. Ok. Bắn còn yếu yếu rồi ta. Về đây anh tôn bạn vô tường nha. Chơi không có cần cái bút biển nha, mình cửa thôi. Ấy bạn trưởng ở đâu vậy? Có mình bạn hả? Pha đó phải hắc não, là phải đứng yên không, bạn sút cánh phải mình thủ môn, lấy lẽ pha đó mình phải hắc não. Thủ môn chụp hay quá. Hắc pha đó hay quá. Yên tâm chút, anh sẽ đứng yên luôn, anh đứng yên bắn bạn tới chết luôn. Trời. Hồi máu chi phật lại đó. Bạn hết chi kêu đó. Đấy. Thôi chạy vậy em ơi. Anh đang vừa lâu quá.
À, giúp anh ăn, à, giúp anh ăn cái bò lưu còn chứ. Cắp găm mắt lên, cắp mắt lên anh. Ủa, mấy bạn sợ, mấy bạn về hết rồi. Đó, chuẩn bị bốn bốn bạn tràn xuống này chơi 2-4-5 không? Em ráng né chiêu nha, đừng có đợi dính chiêu nha. Em phải né chiêu phụ anh đó mới 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 quýnh nổi. Rồi không có mùn đồ xe đất. Ba đó là không định khăn, đâu định khăn đâu, mà vô trụ mới khăn đó. Lên gì à? Lên gì à? Thôi lên súng đi. Lên súng cho chí mạng. Trả thù đời giết hết cay cay. Ôi sao mình bắn vô rip trời. Ui trời ơi, ui trời ơi. Anh trả thù đời không nổi rồi. Né liền. Hết bèo rồi. Để kiếm bùn đồ. Đó, bằng kéo anh rồi đó. Bay tên sần pha đó. Chạy đi nè cho. Trời. Sao bắt đầu thấy quạng quạng rồi ta? Ok. Chắc là của em. Chắc là của em.
bị chia cắt đội hình ra là mấy bạn thua liền luôn. Rồi đều chia cắt liền. Chắc chuyển nhau kêu depot 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 rồi một người về bot, một người lên top. Đội hình bị chia cắt không đồng bộ liền rồi. Định đẩy bạn vô tường cho em á, đang có blue á. Làm gì vậy? Anh muốn đi gia tăng tỷ số KDA. Ôi chuối quá thì chuối kìa. Thôi anh đi, đây 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 đây. Thành né hay nha. Ủa, các bạn vót luôn. Ờ không phải, rip đánh. Rip đánh. Anh nhìn anh né kéo né tùm lum mà muốn rồi nữa. Anh tự sướng lại nè. Đó, né luôn cái kéo rồi, đứng yên rồi né cái kéo rồi. Đó, đẩy bundle ra. Né nhẹ với những pha này. Muốn gì nữa. Xui quá. Lên này có vẻ chất chất đúng không? Là đường này vẻ chất, chẳng qua tại. Ok. Xui. Đấy, đấy. Trời, vừa bị mất ngủ vừa bị người ăn. Sắp chết rồi. Đúng rồi, server là nội sông, câu chứ kênh tôi cho server là nội sông. Ăn ấy. Mời mọi người bánh mì.
còn ngủ quá. Này boss cho team nào vào vòng trong? Tôi còn biết này ông nào đánh với ông nào nữa. Cho xem cửa hàng được không? Cửa hàng gì? Ở team có bán không? Có. Thuê rồi sao còn bút keo vậy anh, hư hết tóc. Ở đi cả ngày đến giờ. Phim hồi chiều MBC nữ da quét căng quá anh nhỉ. Anh về mới donate cho team 200k đó trong fanpage. Thì hiện tại fanpage của tụi mình đó không có nhận bất kỳ donate nào hết, cũng như là phần ba cá nhân mình cũng không nhận bất kỳ đóng góp nào hết, mấy bạn đừng có làm như vậy, vừa tiền mất tật mang rồi vô những cái trang phát những trang lừa đảo thì đừng có quay lại trách được tôi, hơi trách tôi phải, tôi nói nhiều lần rồi, còn khi nào mà tôi cần hay gì đó thì tôi sẽ post bài, còn không thì đừng làm như vậy. Mấy ông vừa bị mất cái gì mà cái tấm lòng mấy ông mà tôi còn bị ảnh hưởng ngược nữa. Rồi còn tôi sẽ boss chẳng hạn như hiện tại mình đang thiếu 3-4 tỷ nữa để mở một cái chi nhánh mới, thì các bạn ủng hộ mình gom góp chút gì đó. Còn tôi sẽ bóp chứ ở donate bậy bạ 200-300 ngàn, những cái phân bay hay những cái group nào kêu gọi đó, thì nó là ảo hết, nó là xạo hết. Gì vậy? Bình thối vào đây anh, bình thối vào mua nước. Sao nhiều vậy? Thì anh nhớ bảo em cái điện thoại cho phí nhá. Ăn ơi, nói em để hơi ủng. Bà đi ngủ. Chào bà. M
Mít bây giờ meta là con gì? Sinh ra hả? Anh tự tin về cái tài lạng lách đánh võng mình, cái tài né của mình. Bây giờ mà bạn nè nè anh chỉ cho, ví dụ anh counter mà bạn bích con quýt nào mà có chiêu trưởng là coi như là hoàn toàn là coi như thành game 4-5 đúng không? Đó, mình phế được một con thì mình dùng cái kỹ năng của mình để mình khống chế lại, mình không so về chất tướng đúng không? Như game thành 4-5 đó, như Ezreal nè đó, Ezreal là thấy trưởng anh không bao giờ trúng rồi nè đó, tới cái thành game 4-5 không mình chơi là mình phải gì hết chứ. Thôi mình đợi mình đi vệ sinh nha mọi người. Welcome to Summoner's Rift. Seconds until minions spawn. I smell black magics. In the dark, all is laid bare. Hello, tôi đây. Trời ơi, tụi người nó giận rợn quá. Người giận giận vậy ta. Đâu đi bích ra Aziu, Aziu cầm kiệt sức. Ôi cái này là bạn bích đúng bài đấy em ơi, bạn bích vậy là anh không có né được rồi.
Đang counter logic giùm mình rồi. Anh con này em cái xiên của Azir. Hên xui, mà cái đó khó né lắm, cái đó hình như là phần trăm trúng cao lắm. Nhưng anh sẽ quýnh bằng cái kỹ năng của mình, anh bù lại. Anh sẽ lấy kỹ năng bù chức tướng. Đây là một điều rất khó. Kỹ năng bù chức tướng, kỹ năng bù chức tướng. Quýnh cho muốn quạng luôn. Hai hết, kỹ năng là phải bù chức tướng liền. Bơm tôi cũng bơm luôn. Ai cho ông level 2 được, ông level 2. Ông level 2 rồi. Đó. Giờ sao? Giờ sao? Anh làm choáng bạn mắt đẹp luôn mà. Mà bị cái sức bắn không với được một hết. Biến thủ bà lưu rồi. Hồi đầu quá. Lỗ rồi. Chứng lo lỗ rồi. Lỗ sặc máu rồi. Trời ơi, ở đâu? Thôi có bạn bò bên phải, nó hàng gì? Hàng gì cũng nhú nhú. Lý xin thật là can trường. Phá đóng hay chứ, ông biết ông chết chắc rồi, ông báo cho tôi, ông báo giùm tôi cái quy hay quá.
Chúng thôi tôi không giết được bò rồi. Ấy ừ mới là năm mà tha đi. Tưởng đâu chạy vô cứ phải chích chứ bạn. Xàm xí đi. Mất cái hiu rồi. Trời ổn thọc một cái. Mà là Lee Sin này gặp Revet giống như bị phế em. Quy vô cái bạn bắn luôn á. Bắn vô quạng luôn. Đây 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 chạy vô đây chạy vô. Quy xuống quạng luôn, quạng người luôn. Bắn được cái nè. Nữa hả? Thôi măng rip lẹ đi chứ tôi tự ăn. Jungle không có lát. Sạc. Cho ba cái liền. Rồi sao anh để chết một pha nó hơi bị gọi là đơn giản ta. Ôi lâu lâu mình chết rồi pha ngớ ngẩn nè. Ông ỷ ông tay dài phải không? Ông định anh xẹt tôi phải không? Ông định anh xẹt tôi phải không? Hắc mai hết á mà không giết được. Trời ơi, anh đang quýnh hay quá trời luôn chứ sao anh bị ngu mấy pha liên tục rồi. Thì nó bảo anh nói rồi nhưng em muốn em nói lại à, tìm kiếm sự ổn định đi. Đó xong rồi, đã quay vô rồi. Bác ngầu lay bạn quá trời xong ăn hai chĩa luôn.
em khen khó đấy. Ok. Đáng lẽ phải phải quy ngang quy trái né cái đó xong bắn chết. Vừa áo lai cũng được pha xong cái để chết pha pha đơn giản. Trời ổn đô thì chết 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 rồi chết trời ơi chết rồi thôi ổn đô quá rồi. Ui không ổn không ổn. Quạng rồi trời ơi. Trời ơi không chọt rồi. Quạng ơi quạng giống rồi. Thôi, không vui vậy. Nó xui xui gì vậy ta? Nãy mà ông Ly Sin ông vào sớm không? Ông bay attention cho tôi là ngon. Đỡ được mấy đam. Đỡ được mấy đam là dễ 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 bắn ta đó. Đủ quá nè, không lên thân phép gì ông chọt rồi quá. Chưa cũng đau lẹ như cái máy điện. Trời không có sai chứ. Anh nó lấy được bản ngã của anh rồi, anh nó tìm được sự ổn định của mình rồi. Anh tìm được sự ổn định của mình rồi. Anh cũng vừa BK2 nè. Nó tìm được sự ổn định của mình rồi. Thật thật. Cay luôn trời, còn chọt chọt chơi chơi mà nửa cay là sao? Mất tiêu luôn. Bướn 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 các bạn nghĩ em là anh rồi. Được chú khá đấy. Bướn 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 bướn
Bốn, 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 bốn. Được rồi, nhảy vô, quấn lột, ai đâu? Bắn rê phục màu. Anh hút hết chiều rồi lên vì không dí được nữa đi. Có sấp sấp nẹt tuôn cho. Hút hết chiều mà không có làm ăn được gì nữa, nghỉ đi nha. Bướn, bướn. Chọc phát tên đầu luôn. Bớn 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 sức mạnh của 2D chưa. Anh chỉ thấy lần rôm nó lỗi thôi, chỉ thấy rôm đang gánh nó vừa đỡ đa mà vừa xong nạt tuôn cho anh em mình bắn liên tục đã xạo thiệt chứ. Dây định chơi chung rồi, à cho. Rồi rồi, chát Facebook luôn, chát Facebook luôn, chát 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 Facebook luôn. Chủ châu gì vậy? Biết luôn á. Bình thường chủ đó bắn á. Chủ đó bắn mấy cái à. Rồi bạn sẽ bạn xe xe anh đứng cứng đơ rồi. Không biết thục con cái ra mình đó cho anh. Anh coi lại anh kiểm tra đừng có để anh chửi nha. Không coi được hên cho em đó. Không có coi được em có ulti không? Mà nghĩ sao không có ulti? Mình nãy chắc là mình đi từ nhà ra mà không có ulti. Đó thấy chưa? Thấy chưa? Nè nè, không chịu thục. Anh là đồng đội mới biết xử lý những pha đó. Anh đang red phải không? Dập bàn red.
lives at night. Em lên luôn đấy. Đó, ít ra em cũng phải dạy được. Ít ra không phải biết ulti gì được. Ôi, bắn nó chết cô luôn. Chắc không chết đâu. Rồi anh bị thiêu đốt không hút nổi. Về hết rồi. Dỗ chết hai luôn. Đầu quá là Không được chơi đâu cu. Tại sao anh mình đi top DSP em gì anh ạ? Tại vì không xin được thời em ơi. Nhanh. Được bằng súp gánh cho mà chơi. Ê không phải được súp rôm rồi mình không có được bắn đá đâu nha. Nhờ cái sub râm á, bắn mới đã vậy đó. Bắn mắt đã luôn. Kimmy Center giờ cho như tới mở cửa tự do như khu vui chơi vậy đó, cho nhiều lấy nhiều à.
Đó, rồng nữa kìa, bởi vậy. Rồng mà gặp gặp Ma Gia Ha không khó chịu ha. Ăn xe lên ăn gì. Không được, tôi không có coi chung kết thế giới được, tại vì coi là bị vi phạm bản quyền. Bạn nào coi thì mình lên VTV mình coi. Lên VTV coi đi, coi rồi thông báo tỷ số tôi. Đang banh bích tôi thấy có bích rồng đi bích là tôi thấy thích rồi đó. Kích thích rồi đó. Quả cuối loạn thế mà lão vẫn né được ô tô SU đó không vừa đâu. Đồ quay. Ok. Giỡn hoài. Tuy mắt tôi nhìn vào con tướng nhưng mà cảm quan tôi là luôn luôn là bao quát là coi như gầy. Mắt tôi là cảm quan giác quan thì lúc nào cũng cũng có cảm giác người khác mình nhìn vô tôi. Ai sắp hàn. Không đi tốc độ. Đấy. Chúng ta 4 1 anh Kennen nè à. Đánh canh nem chiều ổng. Tuyển nữ răng vàng bạch kim có mít bằng auto win game. Trời ơi. Tại sao phải là nữ ta? Nữ mà còn phải có mít nữa chứ. Thì ta tin được. Cho biết địa chỉ KTV Center hả? Nằm ở 778 Sư Vận Hành, quận 10. Rồng đang hot ở chung kết thế giới không đánh rồng thì các ông mình chơi mình được ra thế giới là mình thích rồi, là mình đủ rồi, giờ đủ rồi. Tôi đang đợi Lee Sin đi đường giữa thôi, với Vega đi đường giữa thôi. Ban 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 ở bọn man rai luôn. Ai vào vị trí hỗ trợ này để làm tròn vai của mình chứ. Nhưng mà anh hứa cho bạn quýnh Kennen rồi. Ừ, cái này à? Ờ, Kennen đây. Em đấy có gì cái em đấy. Ba thêm năm. Em biết chơi Nunu không? Nào? Con Nunu á. Ôi, con đấy mắc, con này dễ chơi đi. Mắt em bóp chan anh phóng hoài luôn. What the fuck? Phóng hoài tuôn hoài. Lẹ lắm, lên cùng cung là phóng là tuôn là coi như một giây tuôn lần, một Em giây tuôn lần. Chỉ muốn với anh rồi. Em nuốt clip em bay attention đúng không? Ok. Biết nuốt không á? Biết. Nuốt à, nuốt có to à? À đấm đấm mấy cái nuốt được. Vừa sửa. Không, phải nuốt quái mới được, nuốt lính không được. Quái rừng á. Cũng gần đâu có mắt em ơi, mắt gì mắt đất búp anh là được à, em phóng hoài luôn, phóng em tuôn. vui mà. Ok em bị spam các bạn. Ok đấy là gì nhỉ, tại đây này mấy điều này đây nhá. Chân rồi thì support bây giờ hết. Lấy súng kích báo tố đấm được đấm ngoài. Đấm được đấm ngoài. Cầu ở bạn bích xa rác là thiệt, bởi vậy coi như là coi cái elite nữa chứ trời, còn veo cọt nữa, coi như là game kia là 2 quýnh 5 rồi, quýnh trưởng không bao giờ chúng tôi hết đó. Coi như là tôi chứ quan trọng là bạn chuột các bạn Rumble rồi đó, nhìn là thấy có 2 ông chơi rồi còn 3 ông kia tôi không quan tâm, chịu khó chúng lắm.
Anh lên top 1 thách đấu em gửi tặng anh 15 củ trà. 15 củ bây giờ mình sẽ bỏ ra 10 củ mình cày thuê lô lên top 1. 10 củ là cày là còn hơi bị dư á. Mình bỏ 5 củ rồi mình cày lên top 1. Rồi xong ổng chuyển mình 15 củ là mình lời được 10 củ. Ôi trời ơi, kiếm tiền nó không có khó ta ơi. Kiếm tiền nó không có khó. Đơn giản quá. Thôi bây giờ tôi nhận tiền trước rồi tôi làm sau nha. Tôi nhận tiền trước ông cho tôi deadline là bên chừng 4 ngày đi. 4 ngày top 1 ngay. Anh đặt mục tiêu gì cho em thi đấu? Thua nhưng vẫn cười. Tôi là team tôi phải luyện là thua nhưng rất là nghĩ. Bạn có thể cho mình biết là tâm trạng của đội khi mà rớt khỏi vòng loại VCSA mùa này như thế nào. Tự em vẫn vui đó, miệng phải luôn luôn cười á. Tụi em vẫn vui đó. Hoặc là đó là rớt không loại bạn đó anh có thể cho biết cảm nhận tại sao mùa giải này thì team anh hạng 10 trong mùa giải đấu VCS này. Tự em hạng 10 nhưng em vẫn vui đó, cười cười nữa. Z WA Let's do it. Nắng gì vậy? Hay quá. Ra một anh có chiêu đầu giết. Chiêu em cũng cung đao hả? Làm như không có cung đao vậy. Đó, sáng tạo. Em là kia top boss là em có thể gôn. Sáng tạo không ok. Sao bạn đá chim vậy? Ông muốn giết nổi, giết sao nổi giết. Cho bạn biết máu về anh. Vậy muốn anh nâng gì? Nâng gì, nâng quy ấy. Quy gì con xíu đồng. Chạy lộ lộ mà bạn không thấy. Ê, đi qua đây, đi qua đây không? Đi qua đây, đi qua đây, đi qua đây chợ nè. Bạn không đi được đấy đâu. Nghe em đi. Nghe em gọi ra rồi, nhanh lên. Không được. Không không không. Kìm ơi, kìm ơi, kìm ơi. Sao? Kìm ơi, kìm ơi. Bạn đã đi vào, em dọn anh rồi đấy. Đó. Quất. Quất ai, quất ai, quất. Quất. Đây. Rồi mất hết chiêu luôn rồi, anh mất phi tiêu luôn. Đánh chết, đánh chết. Thôi, thua rồi, thua rồi. Đó, anh có cái chiêu gì đâu, chiêu phóng miếu xìu, mất ban rip luôn. Gặp chi em cũng đau lâu đó chưa? Đâu phải nó 2 giây đâu mà. 6 giây. Ừ. 6 giây được gì đâu. Trời ơi, né cũng dính nữa. Cái gì ông già? Ê, anh nghĩ nha, em làm anh bị bay attention rồi. Em lộ lên anh đi theo là mình. Đó, bạn tàng hình mà bằng khô máu à. Thôi từ đó bằng hiện ra. Anh bóc bạn chuột đó. Giật cái nhẹ đi. Rồi tầm giật anh cũng ngắn củn rồi. Em nắm đi. Lùi
anh né hay. Yeah, chúng em ấy. Khó chịu nhé. Bạn đang chuẩn bị bò xuống rồi. Em có kiệt sức đúng không? Ủa, em liều rồi. Ôi, bạn có heal rồi đấy, cho bạn heal cho sức bột. Liên quan mới vừa làm gì sao mình thành thua máu sao quên. Ê, như bình thường là chẳng AD nào mà support rồi chạy đây à. Tại tất cả tại anh làm để lộ ấy. Một bạn support chạy bụi anh. À mới vô rồi thua con chuột rồi. Gặp nâng cái phi tiêu cái chiêu kia cũng đau lâu như quỷ. Nói là em có mắt đắp đi, bắp cho em chút nó lên, nó phóng cùng cung nó ra bách thi là cái dây tuôn lần. Trời ơi vậy đó. Đó, coi gì nó phóng rồi. Phê 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 không? Mà có cùng cung nó phóng mà nhìn nó ảo lắm, nó mát luôn. Một cục trợ là đủ bạn hết bắn được rồi. Chơi luôn hết rồi. Có hiệu nè. Che đi anh, che đi anh. Cái đó. À. Tự nhiên có một lông mít nó xuống. Chả biết né kêu gì. Thế ai bảo anh né hết. Làm gì mà né được mấy cái pha đó. Ồ mà bạn thấy cái tiêu luôn nha. Đâu ra tiểu mít không làm thạch 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 cái đất một chiêu. Được. Chỉ cần né cái nóc bách của con veo cọt lên là win rồi. Là anh tuôn bằng chuột nha. Chọn cái là thấy ấy các bạn mới trách Facebook. Đây này cắm mắt đây. Cái sai là này mà. Một phát chúng hai nhạn kìa. Ôi hay vậy. Ôi cái gì vậy? Hay vậy. Đang bơm máu chi thục lên. Đó bà tăng hình rồi. Chút cái ulti em làm chậm ghê lắm nha.
bạn ao 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 rừng kia 2 level. Người anh nó bị dính tô xít này. Rồi phóng cái quy không được, thở rip nữa. Chưa. Xấu nè, xấu nè, xấu nè, chơi không? Em có bắt tím không? Thì cái gì anh bay lên ulti em cứ đứng em càng lên ulti luôn nha, chờ chưa con chạy đây. Ôi chết luôn chứ. Để anh em mình có lát rồi, công luôn đi, công là win rồi. Anh ulti bật 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 là tun ghê lắm rồi, em lát nó giữa ulti luôn. Em đã bảo có elite rồi, sau mà anh từ từ thôi. Thì elite ở đây mà mình lo. Em biết được anh không? Anh mệt lẹ lắm, cái nen này nó im ba cái ulti lắm. Còn lát không? Còn anh giật một cái là ulti liền à. Em cứ lát lên em e rồi em ulti theo rồi bật bật đùng 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 các bạn xỉu liền luôn. Yeah. Bấp cho anh cái. Ôi ảo la dữ vậy ta. Chơi không? Làm nó thủ không thấu nó. Trời. Ảo vậy. Rồi đó bạn một class rồi đó. Đấy em đứng đây nữa với nhỉ. Còn heal còn lát luôn. Đi đi vòng này. Ôi xe rắc ghê vậy. Rồi bạn vòng qua mít rồi. Thôi xuống bot rồi đi. Xe rắc giết Victor bài vậy. Ôi xe rắc xấu không rồi kìa. Rồi như vậy có lỗi. Con này không lộn lộn né được đâu nha. Con này thấy nó muốn auto dính rồi đó. Đó đủ cung rồi đó. Quýnh nha, không có chạy nữa nha. Chết em kìa. Đó, bạn xuống nào, bạn xuống nào, bấp bấp anh rồi quất à. Ừ.
sạc. Đó là thơm vậy? Đó là thơm bơ vậy? Ừ, đâu ra có. Ôi. Sao tim mình lụng bại nhiều len vậy? Mất cái tóc của bé Sida. Lại rồi. Lại rồi em ơi. Trời mất không có rely 14 sách luôn, không có tin được. Ờ mấy sao thu nặng dữ vậy. Sao mình mất rip nhiều quá là. Hổ luôn em hổ. Ơi lôi lôi lôi. Trời ơi xong các bạn ta le xuống liên tục luôn. Chúc em may mắn. Ôi trúng mất luôn kìa. Hổ quá vậy ta, sao mấy bạn di chuyển liên tục vậy ta. Em khổ khổ thế nào á. Đang cái kiệt sức. Ta tưởng phải giết hết rồi chứ. Ừ, bạn bao trụ được cho mình rồi.
Ôi, ôi. Còn cái miệng không chết nữa. Cái miệng có cái vòng thôi. Bạn xanh quá rồi. Chết cha, bằng 25 sách luôn rồi. Hai món đủ rồi, giờ mới lên đâu. Xanh quá. Vô nổi rồi. Tham xíu đi. Quá rồi. Bạn xanh như cái máy điện vậy á. Ông Bích này ông chửi mình Sida ơi là Sida đâu mà cái ông Bích kia mà ông để dính chiêu liên tục không hiểu tại sao. Anh không hiểu tại sao. Lúc em trả lời những câu hỏi. Không phải ông Bích này ông chửi mình tăng Bích không? Trưởng cũng đơn giản chứ không có ảo ảo. Đường đi ngàn dặm. Nguyên con ma luôn. Nguyên con ma bạch tuộc. Cách nào chạy được rồi. Khó quá.
Nuốt nè, nuốt Baron nè. Phần Sida với dâm côn là mình bị thua lên, mình không gánh được bằng mít cho bằng top. Mạnh quá rồi. Ăn rồi sao mày? 3 đội 25 sách AB 8 xị kìa. Ăn hai cục thôi thấy muốn buông chuột luôn. Chai không anh cũng xỉu nữa. Nói gì em vô từ anh bóc chỉ còn một chạc thôi, là tầm lơ ba là anh dính một chạc anh bay lên công cho em coi. Bóc mà là được 50 mẫu rồi, dù là anh lấy chạc thôi, để hai cái thằng quyệt bật. Tin được kêu mắt đúp đi bóp thôi, em mắc đúp mà nói vô người ngược. Không có tầm nó ngắn cuộn. Ngắn nha. Số hình đó.
Thôi tôi off luôn nha mọi người. Tôi off luôn nha. Ê, mọi người coi chung kết thế giới vui vẻ nha. Tôi về cái tôi cũng buồn ngủ rồi, tôi đuối quá. Mai có gì chìm sớm sớm chút. Bye bye ơi, bye bye ơi, mọi người coi chung kết vui vẻ.